Tôi sẽ bay vào vũ trụ. Đó là câu nói của Harley Arsenal, người từ khi còn nhỏ đã đánh bại mọi phán đoán của mọi người khi vượt qua được căn bệnh ung thư xương. Giờ đây Arsenal là một người truyền cảm hứng, và cảm hứng đó sẽ lan tỏa hơn nữa khi sứ mệnh bay vào vũ trụ của cô <laughs> được thực hiện. Arsenal là phụ tá bác sĩ tại bệnh viện nhi St. Jude. Ở thành phố Memphis của Mỹ, cũng chính là nơi khi còn nhỏ cô đã được các bác sĩ chữa khỏi ung thư xương. Cô đã được tỷ phú Jared Isaacman và bệnh viện nhất trí chọn để được bay lên vũ trụ trên chuyến tàu tư nhân vào cuối năm nay. Nhận được thông báo bay vào vũ trụ quả là quá bất ngờ với tôi. Tôi nghĩ đó là sự bất ngờ đẹp đẽ trong cuộc sống, đôi khi nó làm ta ngỡ ngàng. Nhà từ thiện, tỷ phú Isaac Mann sẽ là người chỉ huy sứ mệnh lịch sử này. Ông đã quyết định tặng hai ghế trên tàu cho bệnh viện. Một dành cho cô Asno, một dành cho người chiến thắng trong lần quay sổ số gây quỹ cho các trẻ em mắc bệnh ung thư. Sau khi chọn đủ người tham gia, tất cả sẽ được tập luyện trên tàu SpaceX để đáp ứng các yêu cầu của chuyến bay. Việc tập luyện sẽ bắt đầu với máy ly tâm, giống như đi vòng quanh thật nhanh để cảm nhận được trọng lực. Sau đó chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để tập luyện với mô hình tàu Dragon. Sau đó tôi sẽ phải chuẩn bị thêm vì tôi là nhân viên y tế của chuyến bay này. Ngoài việc là người từng mắc ung thư đầu tiên, cô Asno còn là người đầu tiên có chân giả được bay vào vũ trụ. Thông thường, phần kim loại gắn ở chân giả sẽ là nguyên nhân khiến mọi người không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế nghiêm ngặt của các phi hành gia. Nhưng với những chuyến bay tư nhân cũng như với Arsenal thì lại khác. Giống như các chuyến bay của NASA, chuyến bay này sẽ bay vòng quanh trái đất vài ngày trước khi bay vào vũ trụ. Năm lên 10 tuổi, mẹ của Arsenal phát hiện cô có một vết sưng ở chân. Sau đó bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư xương và cô được đưa tới bệnh viện St. Jude điều trị. Một năm sau đó, cô phải trải qua hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ xương đùi thay bộ phận giả vào, tất cả mọi chi phí của cô đều được miễn phí. Khi bác sĩ báo tin cô đã khỏi bệnh, gia đình cô rất mừng và đưa cô về nhà, nhưng Asno đã khóc và nói không muốn rời khỏi bệnh viện bởi cô coi đây là gia đình thứ hai của mình. Sau đó cô gái trẻ theo học ngành y và quay trở lại bệnh viện làm việc. Bệnh viện là nơi gần gũi và yêu thương tôi. Họ đã cứu sống tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi được điều trị ở bệnh viện năm 10 tuổi khi mắc ung thư xương và giờ tôi làm việc tại đây. Tôi có công việc tuyệt vời nhất trên thế giới bởi tôi được làm việc cùng những đứa trẻ dũng cảm nhất. 29 tuổi, chiến thắng bệnh ung thư, đang lắp chân giả, cô gái trẻ này đang ước mơ khi tròn 30 tuổi sẽ được bay đến tất cả các châu lục. Arsenal là người truyền cảm hứng cho mọi người và cảm hứng đó sẽ lan tỏa hơn nữa khi chuyến bay vào vũ trụ của cô được thực hiện.